Xin chào bạn. Rồi, xin chào bạn học kênh YouTube và Sao Channel. Đấy, các bạn đang xem là mình đang bấm cho các bạn xem chạy thử cái bộ đảo chiều công tơ tự động mà nha. Thiết bị này sẽ giúp các bạn đảo chiều hai cái công tơ cho gia đình mình nhá, rất là đơn giản luôn. Đây là một bộ mình đang đấu sẵn rồi, đây đang là test chuẩn bị gửi đi để cho bạn xem cái cách thức vận hành ra làm sao nhé và lắp đặt. Bộ này lắp đơn giản lắm rồi các bạn ạ, dễ vô cùng luôn. Đấy, thiết bị này thì nó sẽ bao gồm hai phần, một phần là bộ hẹn giờ, một phần là bộ đảo. Thì bộ đảo này thì sẽ đấu hệ thống công tơ vào đây, còn bộ này là bộ hẹn giờ, nó sẽ điều khiển bộ này đảo theo ngày tháng các bạn chọn. Tức là trong một tháng các bạn muốn nó đảo vào ngày nào thì nó sẽ đảo cho các bạn vào ngày đó, đúng theo cái giờ hẹn luôn, rất là tiện. Đây, chờ chút mình sẽ ghi cho bạn xem này. Cái này sẽ là công tơ 1 này. 1, cái này công tơ 2 nhá. Cái này là công tơ, hoặc là các bạn không muốn lắp công tơ thì các bạn có thể lắp kích điện vào cũng được, tùy các bạn. Tức là có thể là công tơ hoặc kích điện vào và hệ thống nó sẽ đảo chọn đúng thời gian, chẳng như ban ngày các bạn muốn là có ánh sáng mặt trời nhiều thì đảo sang cho nó chạy bằng kích điện, buổi tối thì chạy về pin bình thường cũng được. Đấy, tức là rất nhiều chế độ luôn. Công tơ 1, công tơ 2. Bây giờ mình sẽ viết nhé. Bộ này là làm theo yêu cầu là 15 ngày đảo một lần. Thì mình sẽ cho nó vào ngày 30. 30 chuyển nhé. Đấy, 30 chuyển. Và ngày 15 chuyển. Thường thì các bạn muốn chuyển cái này thì các bạn phải xem cho mình là cái thời gian trong ngày nó chuyển khi nào. Chẳng như ở khu các bạn ấy là ngày tính tiền điện vào ngày nào thì các bạn chuyển nó sẽ hợp lý hơn là mình chuyển vào ngày 30, 15. Bởi vì một số nơi là họ sẽ chuyển vào chẳng như là ngày mùng 7 người ta đi chốt số điện, thì các bạn phải tính là từ ngày mùng 7 đó chia một nửa ra, và mùng 7 đó chia một nửa ra thì mới ra được cái ngày để các bạn đảo nhá, nó hợp lý, chứ không phải 30 15 đâu. Cái này là mình cài cho cái ông này nhưng tại không biết sao ông ấy để mức cố định nhảy luôn. Hệ thống khi đấu xong sẽ như thế này, các bạn nhìn này. Công tơ 1 vào đây, công tơ 2 vào đây. Ở đây nó có dây A và dây N, AN. Thì cái AN này các bạn sẽ tự mình quy ước, các bạn có thể quy ước ở đây là pha lửa. Bình thường là quy ước chữ A là pha lửa. Còn chữ L là pha nguội cho nó dễ hình dung bạn ạ. Ở trên này thì các bạn sẽ lắp như vậy, còn ở dưới các bạn sẽ lắp chung nhau nhé. Ở dưới đây này thì là cái dây hai dây sẽ chập vào nhau. Chẳng như dây A này thông nhau, dây N này là thông với nhau, sau đó là ra hệ thống điện cho các bạn. Nhiều bạn hôm trước có hỏi về cái câu hỏi là cái bộ này bây giờ muốn lắp thêm một cái thiết bị nữa là để chống giật ấy, chống chập, thì các bạn lắp thêm một cái khu dưới này nhá. Cái dây vàng này này. Các bạn sẽ tách cái dây ra, lắp thêm một cái át đây cho mình. Át ở đây sẽ là át chống giật và chống chập. Thì khi hệ thống có vấn đề một cái này nó ngắt ngay, cũng rất an toàn. Đấy, thiết bị lắp thêm, đầu tư thêm một bộ ấy, đây là át chống giật và chống chập. Còn hệ thống sẽ như thế này thôi. Đấy, cho bạn xem này. Thiết bị này là thiết bị đảo chiều công tơ không gián đoạn, thời gian chuyển mạch của nó sẽ là khoảng 200 mili giây. 200 mili giây, khoảng 150 đến 200 mili giây chuyển mạch. Hàng này là hàng cao cấp nhất hiện nay rồi. Lắp đặt dễ. Bộ này chỉ về có đấu vào công tơ, sau đó là cắm ra điện là sử dụng được luôn. Đấy nha, ta bây giờ sẽ cho bạn xem này. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài nhá. Đầu tiên là nó sẽ như thế này. Đây mình sẽ dí một chút cho bạn dễ hình dung này. Các bạn sẽ nhìn trên màn hình nhá, nó báo những thông số chính này cho bạn hình dung. Thông số trên màn hình các bạn sẽ nhìn chữ lock này, on auto này, đúng không? Thì bây giờ thì các bạn sẽ như thế này, thì các bạn sẽ cài như mình này. Ở đây nó có chữ auto on này, đúng không? Thì sẽ là cài off trước. Đấy, lắp như vậy cho nó dễ, đơn giản. Auto on nhé, thì ta sẽ, các bạn đầu tiên ấn chữ MD này, mở khóa chữ lock này. Đấy, giữ liền cho mình khoảng tầm 3 giây, sau đó các bạn bấm nút sang. Cài ngày tháng năm giờ nằm đây. Ở đây là cài phút. Bạn cài cho mình theo phút nhé. À, cài theo cái đồng hồ các bạn đang sử dụng ấy. 57. Giờ 57 phút giây, giây thì thôi mình cố định thôi, không quan trọng giây lắm. Xong nhá, ta sẽ cài chuyển sang này. MD cộng R này, đây cài 5 này. Cài 5 nhá. 5 này.
Đây là cái tháng này. Cái tháng này, cái ngày này. Hôm nay là mùng 5 tháng 9. Đấy, mùng 5 tháng 9. Các bạn phải cài ngày tháng 5 đúng nhé. Cái giờ thì có thể lệch một chút được, nhưng mà cái ngày tháng 5 là phải đúng. Bởi vì ngày tháng 5 này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là chuyển công tơ vào ngày nào. Còn cái giờ nó sẽ ảnh hưởng đến cái bạn chuyển ngày ban đêm hay là ban ngày ấy. Thì các bạn muốn, thường thì mọi người hay chuyển cái bộ này vào ban đêm, tầm khoảng 1 2 giờ sáng, lúc ấy là các thiết bị điện gần như là tắt hết rồi, không sử dụng, thì chuyển nó hợp lý hơn rất là nhiều. Đây, 95 xong này. Rồi. Giữ nút MD nhá, mở khóa lóc này. Bây giờ mình sẽ cài demo cho các bạn xem trước thử về cách vận hành. Còn tí nữa là xong thì bắt đầu mình mới cài 30 và 15 chuyển. Thế bây giờ mình sẽ cài cho các bạn test thử thực tế nhé, xem bộ này nó hoạt động ra sao này cho bạn xem. Bây giờ đang là 16:08 nhé, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cài này. Ấn đầu tiên ấn nút MMD cho mình nhá. Ấn 3 giây để cho nó tắt cái lock đi này. Thế sau khi nó tắt cái nút lock thì các bạn sẽ bấm vào cái nút này này, bấm cái nút MD cho mình nhá. Đây là auto on luôn thì ta sẽ cài off trước nhá. Off trước này. Lúc em 16:13 luôn thì bạn sẽ cài cho mình. Ấn nút sang này. Hôm nay là mình cài ngày mùng 5. Ủa mùng 5 à? Ở ngày bộ ngày mùng 5. 16:13 thì bây giờ mình sẽ cài 16:14 bạn nhé. Tức là off auto on thì sẽ là off trước. này, mùng 5 này, xong này. Sau ta sẽ đến chọn on sau. On này, cũng là ngày mùng 5 tiếp này. Mùng 5 này. 16 giờ này. 16:14 thì bây giờ 16:15 bạn nhá. Đang chuyển rồi, thôi phải chuyển lên rồi. Mình chuyển chậm một chút rồi. Chờ chút mình sẽ cho các bạn xem. 15 nhá, xong này. 5 này. Đấy, 14 này, ok nhá, xong. Đấy, chờ chút bây giờ mình sẽ cài lại giờ cho bạn xem cái cách nó chuyển. Đây 16:14 này bạn nhìn này. On nhá. Ấn nút sang này. Cái này cài rất là đơn giản và các bạn chú ý một điều là cái này khi cài nhá thì là khi mất điện thì nó sẽ chạy bình thường luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem này, bắt đầu này. Auto on nhá, mà mình chọn là off trước, off là 14, on là 15, các bạn chú ý xem này. Đây nhá. Nó chuyển sang bên này nhá. Bây giờ chờ một chút sẽ chuyển sang bên này cho bạn xem. Đây mình sẽ để nguyên này và không tua dây cho bạn dễ nhìn. Hình dung ra cái bộ này hoạt động ra làm sao. Bộ này thì nhà dân này lắp rất là nhiều rồi. Đấy. Lắp sẵn các bạn về chỉ đấu dây là chạy luôn rồi. Con này nó bị đèn nó óng vào này hơi khó nhìn một chút. Đấy, chờ chút xíu. Rồi, 2-3 giây chờ chút xíu nhá. Đấy, 50 giây bạn chờ chút nhá, mình sẽ cho bạn xem cái chuyển này. Đấy, một là chuyển thử một để chạy test thử luôn. Đấy, nhìn này. Đấy, nó sẽ chuyển như thế. Đấy, rất là đơn giản luôn, các bạn phải tự làm. Tức là cái này là mình đang hướng dẫn mức cơ bản là cài, còn khi các bạn đặt hàng thì có thể là mình sẽ cài sẵn cho các bạn, nhưng mà thường thì về mọi người sẽ tự chuyển hết à. Thì cái này nó cài dễ lắm rồi. Và nó tự chuyển theo nhu cầu của mỗi nhà, vì mỗi nhà nó mỗi khác mà không thể cài đặt chung một kiểu được. Đây bây giờ mình sẽ cài lại ban đầu để cho ông ấy về, ông ấy gửi để gửi đi các bạn nhé. Test coi như bộ này test xong, chạy tốt cả hẹn giờ cũng như là cách chuyển chế độ cũng như là điện đóm ra đều ổn định hết rồi.